nha, cách xin thêm một bọc nước mắm nữa là cô cho hết luôn. Lần đầu nhà cũng gần đây nhà. À nhà gần đây hả? Dạ cảm ơn anh chị. Toàn là khách mới thôi mọi người. Nếu mà những ai mà là khách quen á thì đa số là vào trong nhà cô mua hết rồi. Còn ngoài này là khách mới không à? Chủ yếu là mua ốc trên bịch nước mắm, thèm thèm ốc. Không có thèm ốc. Ốc chỗ nào cũng có. Thèm nước mắm. Thèm nước mắm của cô. Nước mắm thèm cái cô mớm con ốc. Có là muốn gặp cô mớm nữa. Khách vô kìa. Ăn gì con gái? Con ăn gì ạ? Ốc bu. Nói chào con. Tội nghiệp cô không? Giờ là khói lên cái mắt rồi, cô phải lao 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 nè mọi người. Còn nhiều cô quá. Ốc bu. Ốc bu với ốc gạo, ốc bu với ốc hương con. Cái nào ngon cô? Cái nào cũng ngon á con, nước mắm là ngon nhất. Cô cho con ốc hương đi. Rồi ốc hương, ba hương nhé. Ốc hương, ốc hương 70 một hộp con. Ốc chết chết rồi. Chết rồi. Ốc hương 70. Ốc bu 60, con gái ăn cái gì? Rồi con ăn ốc luôn. Em lại rồi, em từ từ tới đây. Rồi. Đây là ở đâu con? Củ đất. Trời ơi, xa dữ vậy. Ủa, từ đồ đất lên đây là trời ơi, củ đất hả? Trời ơi, ốc hương mắc em mới thêm con miếng nha con. Trời ơi, thương quá. Hộp này là cách xanh thêm có. Trời ơi, thấy thương quá, chịu nổi luôn ha. Cô mớm thương cho em gái lặn lội đường xa xuống đây mua ốc, cho nên là cô mớm thêm phần ốc cho em gái này luôn nha cả nhà mình nha. Rồi cảm ơn con nha, rồi thêm cho con bịch nước mắm luôn nha. Thêm ốc thêm nước mắm luôn. Cô mớm quá vui, quá phóng khoáng luôn. À 60 bịch con. Đây. Hai bịch nước mắm. Con nghiệp em trai đi không? Trả tiền rồi chứ cái ốc mà vẫn im lặng ngồi chờ đợi. Con mình luôn á. Đợi đòi với hồi nãy ha. Dạ. Chẳng cất hết vô túi đeo rồi. Rồi giờ tiền lẻ không mà. Cô bán cho con một phần ốc hương ơi cô. Nè, nhìn cái rổ của cô là đã hết rồi nè, cho nên là em phải tranh thủ mới được. Cô để nước mắm con chưa? Trời ơi. Em mua một bọc ốc hương. Nhưng mà cô chỉ bán ốc thôi chứ không để nước mắm cho em. Hên là em nhìn lại chứ không thôi là về là xong luôn rồi. Gạo rồi. Bữa nay cô lên tin 200 ấy quên. 20 20. Nói giỡn. Nói giỡn chứ nói vậy. 20. Đây hai chị này là mỗi sáng qua phụ cô mớm ở sớm. Làm ri nè. Ri nè. Đây là hình ảnh cô chủ nợ đang đi ở đợi cho người thiếu nợ. Cho người thiếu nợ. Ghê luôn, cách làm chủ nợ này.